hai bánh mì bánh ngọt cùng tôi xin không? Bánh mì bánh ngọt cùng tôi xin đi. Mới phải hưu mấy tháng ở đó đi rồi, phải kiếm cái gì lấp đầy cái bụng mới được. À có con mồi. Em bán bánh mì à em? Đúng rồi chứ sao anh? Cười cái nón ra xem không? Đây anh. Nhìn em đẹp trai thôi. Thôi, thế mày từ tôi, tao lấy vài cây tao đi. Quá, wow, nhiều tiền quá, phải mua gì ăn mới được. Quá, sao lại có thằng nhỏ nằm ở đó nhỉ? Em có sao không em? Có sao không em? Không sao anh ạ. À? Mày mà có anh cứu anh ạ. À? Nhìn em rồi tôi này, em bán bánh mì à? Đúng rồi anh ạ. À. Anh lấy vài cái này. Mấy cây cũng được anh ạ. À. Ok nhá. Ok anh. Tự nhiên có ai đó cả cục tiền xuống đây. Thơm chết.